kỵ ta. Heo. Heo. Heo kìa em ơi. Tao, heo kìa. Heo đâu mà cửa đồng mà tao heo chi chạy. Mẹ heo kìa. Ủa, nãy mấy đứa về mà sao ra đây nữa rồi? Chắc ra đây quay clip cái gì? Thấy trên tay mấy đứa cầm xô với Len kìa. Chứ gì nữa, anh Vinh dựng hai cái liệu kế bên chỗ mình đậu xe luôn kìa. Chắc ăn là quay clip bắt dế rồi. Coi bộ bé heo đã bị tao thuần phục rồi. Sao mày biết? Thường thường mấy cặp đôi là họ mặc đồ giống nhau đúng không? Còn liên quan gì tới mày? Mày nhìn cái áo của bé heo kìa. Bé heo mặc áo màu cam, còn mày mặc áo màu vàng, liên quan gì? Mày đừng có ép tao nha. Giờ đủ cam chưa? Mày có cần thiết chơi khô máu như vậy không? Tao mà bệnh là tại hai thằng bay đó. Thôi, hai thằng bay đây đi, tao lại bắt giới với bé heo à. Ê, đi đâu? Ê, làm cái gì? Buông tao ra, buông tao ra để tao bắt giới với bé heo.